Theo trang president.gov.ua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 28 tháng 9 đã có chuyến thăm tới Kiev và gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong họp báo chung với ông Stoltenberg sau cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Ukraine đã nêu ra khả năng nước này sẽ được kết nạp vào liên minh NATO. Tôi vui mừng chào đón ngày Tổng thư ký NATO tới Ukraine. Hôm nay, Chúng tôi đã có một cuộc đối thoại giữa các đồng minh trên thực tế và việc Ukraine trở thành thành viên chính thức của NATO chỉ là vấn đề thời gian. Chúng tôi đang làm mọi thứ để đưa thời điểm đó đến gần hơn. Tổng thống Zelensky nói trong cuộc họp báo chung với ông Stoltenberg. Về phần mình, ông Stoltenberg nhấn mạnh khối NATO sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những phương tiện tiên tiến nhất bao gồm xe tăng, các hệ thống phòng không hiện đại cũng như huấn luyện phi công Ukraine lái tiêm kích F16. NATO sẽ sát cánh với Ukraine chừng nào còn có thể. Cũng trong ngày 28 tháng 9, hãng tin Reuters cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu đã đến Kiev và có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về khả năng hai quốc gia sẽ tham gia vào các chương trình sản xuất vũ khí chung. Trong cuộc hội đàm, một số bước đi cụ thể nhằm tăng cường các khả năng phòng thủ của Ukraine với sự hỗ trợ từ Pháp đã được mang ra thảo luận. Trong đó có cả việc Paris và Kiev sẽ bắt đầu sản xuất chung một số khí tài nhất định, thông cáo viết. Ông Zelensky sau đó đã nêu tính hiệu quả của một số khí tài pháp viện trợ cho Ukraine như hệ thống phòng không SAMPT, pháo tự hành bánh cốp CESA và tên lửa tầm xa SCALP EG trong thực chiến. Trong khi đó, buổi phỏng vấn với hãng thông tấn TASS được tổ chức hôm ngày 28 tháng 9, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã bác bỏ khả năng các cuộc đối thoại hòa bình với Ukraine sẽ diễn ra trong thời gian tới phương tây có vẻ như đang thử thách chúng tôi về sự sẵn sàng chấp thuận các điều kiện của họ trên thực tế họ không có ý định giấu diếm những điều kiện đó bao gồm việc ngừng bắn trong vài tháng và không có bất kỳ thỏa thuận nào khác ngoài lệnh ngừng bắn trong lúc đó họ sẽ tranh thủ thời gian để gửi thêm nhiều vũ khí cho ukraine ông lavrov trả lời khi nhận được câu hỏi liệu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy moscow sẽ hòa đàm với kiev vào mùa thu năm nay ngoại trưởng nga nhấn mạnh chính các nước phương tây đã sử dụng các thức trên đối với các thỏa thuận minsk và họ chính thức thừa nhận rằng sẽ không có ai thực hiện theo thỏa thuận đó pháp và đức không có kế hoạch như vậy và ukraine càng ít khả năng tuân thủ thỏa thuận theo tass ông lavrov trước đây từng tuyên bố chính quyền kiev càng trì hoãn các cuộc đàm phán thì khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình càng khó khăn hơn Ông Lavrov nhận định lệnh cấm đàm phán với Moscow do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ban bố nên được dỡ bỏ để mở đường cho việc đối thoại. Cùng với đó, các cơ quan thực thi pháp luật Nga tại tỉnh biên giới Begoros cho biết họ vừa phá vỡ một âm mưu xâm nhập lãnh thổ do các nhóm biệt kích phá hoại Ukraine tiến hành. Không có bất kỳ sự xâm nhập lãnh thổ nào, lực lượng biên phòng cùng các đơn vị an ninh khác đã có một cuộc giao tranh với nhóm biệt kích trên tại đường chia danh giới. Các quan chức an ninh Nga giấu tên nói với hãng tin Reuters. Nhóm quan chức này sau đó đã cùng bác bỏ thông tin sai lệch về việc nhóm biệt kích trên đã xâm phạm lãnh thổ Nga tại khu vực nằm gần các khu dân cư Starosly và Terebeno, hai nơi nằm ở phía tây tỉnh Begorod và cách biên giới Nga-Ukraine vài km. Quân đội Ukraine tới nay vẫn chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.